trước nó không có mặt cầu thì đi rất sợ, chứ còn bây giờ có mặt cầu rồi thì càng to đến chỗ nào cũng không sợ. Càng to càng vui đúng không? Càng to lại càng đẹp. Càng đẹp. Càng to càng đẹp. Oh, đúng vị trí luôn. Làm cho đi bộ được. Cháu chỉ có khó là bóng cầu đi. Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay xin mời quý vị các bạn tiếp tục đón xem anh em triển khai đắp sau lưng mố của mố 1 các bạn nhá. Bây giờ thì không để lâu nữa, mời quý vị các bạn coi là cùng đón xem. Hôm qua thì anh em tổ 3 đã đổ bê tông hoàn chỉnh được phần hạ lưu rồi các bạn ạ. Đây, hôm nay thì anh em tổ 1 đắp ở phía sau lưng mố 1 các bạn. Đấy, các bạn có thể là nhìn thấy hôm nay thì anh em tháo dỡ được gần hết ván khuôn ở phía mố 1 rồi các bạn. Đấy. Một lát nữa chiều nay sẽ cho anh em triển khai tháo nốt phần cuối cùng ngày hôm qua tổ 3 xây các bạn. Hôm qua thì một nhóm làm cái này được một chút thôi các bạn. Đấy. Các bạn phải thấy là hôm qua sử dụng toàn bộ đá các bạn, toàn bộ đá suối thả vào là xong mố. Thả đá như này thì không thể nào lún được nữa. Sau đó là mặt kim cung mình cho sử dụng cái phô chuối để lên tạo mặt bằng các bạn. Các bạn thì nhìn cái hệ thống tường cánh dài gần 20 mét luôn. Cái này dài đúng như là cánh ngang luôn nhỉ. Dài to đúng như cánh ngang luôn. Cái phía này thì là cánh cục các bạn ạ. Cánh cục. Đó, phía này cánh cục. Cái phía này cũng xòe. Cầu cánh cục cũng xòe. Bên phía mố này cũng toàn là đá thôi các bạn. Xả cái phần đá bên này xuống thì bên này cũng toàn là đá. Cái này là sẽ rất là ít lún. Cái này thì sợ đào 2 ngày thì tan cảnh cái khu mất rồi. Đấy. Dưa. Nhờ. Đào 2 ngày sợ tan mất cái cua mất rồi nhờ. Có đào lên được khoảng 1 mét được không? Chỗ đấy. Này á? Ừ. Đi lên trên này, lên trên này. Có lấy được vào 1 mét được không? Hay là lấy thế thôi? Không lấy thì mình cứ lấy theo đấy, xong còn thiếu thì mình lấy ở cái đường cũ lên cũng được. Nhờ. Thiếu mình lấy theo đường cũ lên được. Lấy đá lấy cái phôi đừng cũ lên. Cứ lào đào này đi. Với lại hai nữa là nếu mà thiếu nước thì mình hạ cái đường xuống. Hạ trên này xuống này. Hạ xuống này mình lấy đất về đây. Vừa giảm dốc hết dốc mà lại vừa đẹp luôn. À, quý vị và các bạn thân mến, hôm vừa rồi thì bác Sơn bên Úc có gửi về cho mình một thùng hàng quần áo trẻ con các bạn ạ. Bây giờ mình đã hôm qua mình đã nhận được về đến nhà rồi và hôm nay gửi lên trên công trường. Đấy, đây là thùng hàng. Mai mình sẽ mang lên trên bảng C cho anh em, mang bảng C và sẽ mở chia cho mọi người các bạn.
thay mặt cho bà con dân bản cũng như là kênh xin chân thành cảm ơn bác Sơn đã quan tâm đến bà con các cháu ở vùng sâu vùng xa. Chúc bác luôn khỏe và có nhiều niềm vui trong những ngày tới. Xin cảm ơn bác. Đấy, từ sáng giờ thì bà con tổ 1 đã đào được khối lượng rất là nhiều rồi các bạn. Vừa xong thì mình đi ra ngoài huyện để lấy đồ. Ở nhà thì anh em đào được khá nhiều rồi. Và mình cũng vừa mua cho anh em một thêm cái xe ven các bạn để đào cho nó tiện. Đào nó thoải thoải ra thôi nhá. Chơi vui nhá. Mình đào đứng. Đào đứng quá cái này nó dễ lở. Cái đá này nó có từng lớp thế mà nó có đường nứt thế dễ đâu nhỉ? Đấy, không khó đâu, cứ đầu tiên cũng sợ nhưng mà không sợ đâu. Cứ lấy từng lớp đi này là ok ngay nhỉ? Nhưng phải lấy từ chân đi cơ. Lấy đầu lấy hết lượt lên đấy, một người lượt dưới, người lượt trên. Cứ xếp từ từ ra nhá, cháu ơi. Xếp kín vào nhau, không có chuột với rắn nó ở nhá. Cái này nuôi chuột thì tốt lắm đấy. Xong lấy cái găng tay đeo vào. Không cần à. Thế thôi, đào cao bằng cái mặt bê tông thôi, đừng đào thấp hơn nhé. Đào thấp hơn chốc mình phải đắp vào bằng nhau. Mình chỉ cần đào bằng cái này thôi. Lấy một cây gác và xem nó đến đâu thì mình để lại lấy luôn. Hai người chọc thế mà ra bao nhiêu khối lượng. Nó vào cái chỗ này nó bắt đầu dễ rồi đúng không? Ra mầm. Cái này mà đông đủ hay là cả tổ đi hơn chục người thì giải hàng ngang ở đây. Đào khi từ sáng giờ tan này rồi. Nhờ? Tan cái đầu được. Lấy cái thang này cứ. Lấy thang gỗ cái bắc vào đây này, đứng để mình chọc theo cái thớ của nó. Nó thớ nó vắt vát về bên đấy cơ. Chứ nó là không lấy ở bên này. Không ra được, phải đào theo cái thớ ra thì nó dễ hơn. Cũng ra nhỉ. Chính là đắp đường sướng nhỉ, cứ nhỉ. Bên trên lấy búa đập cho nó vụn ra đúng không? Vụn nó đi lại lì đi sướng cực kỳ luôn. Cái này đào ra này sau mặt đường chỗ này phải được 4 mét, hơn 4 mét chứ xong ạ. Ừ, rộng lắm. Động thanh thang luôn, xe đi vào trong không đi ra ngoài đâu. Chỉ cần hai cái xà beng thôi các bạn. Hai xà beng, hai người đào khỏe là ra mâm đá.
Mấy hôm nữa lắp được cái này mới có đường đi thôi. Không đến đâu, 3-4 ngày nữa là thông hết rồi. Mày cộng giỏi đấy nhỉ, 3-4 ngày 9 ngày. Cộng giỏi đấy. 7 ngày. Ra này giỏi, cộng giỏi thật. Một chữ đấy. Một chữ là cộng thế đấy. Cố tình cộng thế cho vui đi. Cái này những cái năm mà lũ to là nước nó tràn hết lên, trắng hết đá này nhỉ. Đấy. Bây giờ lũ to giỏi lắm, lũ to kịch chân tường là lên được đến cái thớt thứ hai rồi. Thôi. Mặt ván kia là hết cỡ rồi. Ê, mà ván tầng một giữa đấy. Đấy, đấy, đây mặt ván này. Ừ. Là hết cỡ rồi. Ui, nó chẳng tận đấy thì... To lắm rồi đấy. Mưa tháng trời đấy nhưng mà đấy. Đấy, mưa tháng trời mới đến cái mặt ván kia nhỉ. Mưa liên tục còn, liên tục đấy. Còn mưa như mỗi lần mưa thì chỉ có... hơn 4 mét này. Trước nó không có mặt cầu thì đi rất sợ, chứ còn bây giờ có mặt cầu rồi thì... thì càng to đến cỡ nào. Dạ. Cũng không sợ. Càng to càng vui đúng không? Càng to nó lại càng đẹp. Càng đẹp. Càng to càng đẹp. Thiện chí nó còn chụp vài kiểu ảnh đúng không? Đấy, còn vài kiểu ảnh chơi đấy đúng không? Lại có những nó mua... với nó to đẹp lắm nha bác chú. Rồi, đẹp chứ? Ừ, đẹp lắm. Nó chảy về đây đẹp lắm này. Ngày mai một tổ đào nữa là gần thông đến lán luôn đấy, thông lán đấy. Thông đến lán đấy. Chỗ kia thì hơi cứng, chỗ kia phải dùng máy. Chỗ kia dùng máy mới được được. Này ô tô có đi không ảnh hưởng gì hết kìa. Đá toàn đá này ô tô đi chả lún được. Quá tốt luôn. Cực kỳ luôn. Chỉ có làm bằng thủ công thôi là xà beng thôi mà ác ra mâm. Đây mày quá có khe nứt này chết. Rồi. Cứ sợ đàn bà không có việc, bây giờ chiều nay đàn bà thoải mái việc luôn nhỉ. Thoải mái việc luôn. Đấy, cái đấy mà mỏng thì vứt lại này được. Sắp được thành đường ô tô rồi nha. Gần được rồi, đi thích quá rồi. Cái này thì con gái đi thì yên tâm nha. Sướng quá. Đợt trước thì làm bà này đi chỗ dốc này thì khó khăn quá. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi.
Cho sát rồi, đúng rồi. Đấy, cứ cho sát đây hết. Mình đào hết cái mình trên trước đi. Cái trứng để mai nó nhá. Tội gì. Đào hết cái mình lượt trên đi. Cái trứng để mai cho tổ hai. Chế tà rồi các bạn. Đấy, đúng bài, bắt được bài đấy nha. Bắt được bài đấy. Đi đứng mặt là ra mà luôn đấy. Đấy, phát này ra, theo ra cả chân nhá. Tuyệt vời. Làm to. Đúng vị trí luôn. Kéo chân ra một tí nó sập xuống.
bằng ở đấy xuống bằng mặt kè đấy, từ bằng ở đấy. Đấy cái hòn này lăn xuống đi, cho nó thấp xuống đi, cao để hòn chỗ xuống được rồi, à chỗ đi được rồi, chỗ xuống rồi. Lăn nốt xuống dưới cái đi, cao rồi. Bố bảo đi. Thấy bố ấy đập phát rồi vỡ luôn nhỏ. Đấy, ở đấy lật xuống phát rồi, ok luôn. Đây, mấy con này ném nốt xuống đi. Nốt xuống cho nó đẹp đi. Đẹp cho nó đẹp hẳn luôn đi. Hai mẹ con nhà này thì bây giờ về đâu? Về Lăng. Lăng đâu? Lăng ở ngay chỗ trên bốn đấy nè. Bốn nhà đấy à? Không phải, sang trong lúc mà con sang bên kia nữa. À đi cái chỗ đường cua xong đi sang bên kia rồi. Vâng.